sự kiện quốc tế nổi bật nhất dự kiến diễn ra trong tuần, từ ngày 18 đến 24 tháng 7. Slovenia nhận trách nhiệm về sự chậm trễ chuyển vũ khí cho Ukraina. Phương Tây không thể theo chiến sự kéo dài ở Ukraina vì thiếu vũ khí dự trữ. Iran tuyên bố đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân. Lại xả súng tại trung tâm thương mại Mỹ, 4 người chết. Số ca mắc Covid-19 đang tăng mạnh. Đề nghị hai bộ hướng dẫn gỡ vướng cho điện mặt trời áp mái. Thành phố Hồ Chí Minh lên kịch bản ứng phó dịch sốt xuất huyết tăng báo động. Giả mua thận để lừa bán qua Campuchia. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của Điểm tin trưa ngày 18 tháng 7 của DKN TV. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là mục điểm tin một số sự kiện quốc tế nổi bật nhất dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này từ 18 đến 24 tháng 7. Ngày 18 tháng 7 sẽ diễn ra hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng EU về cuộc xung đột ở Ukraine. Cùng ngày, tại Ấn Độ sẽ bầu Tổng thống mới. Cũng trong ngày 18 tháng 7, Ủy ban Khẩn cấp Bệnh đậu mùa khỉ của WHO nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngày 19 tháng 7, hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Tehran, Iran. Ngày 20 tháng 7, Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch năng lượng của EU để vượt qua mùa đông tới. Ngày 21 tháng 7, Hội nghị Hội đồng Thống đốc ECB về chính sách tiền tệ, họp báo về chính sách tiền tệ khu vực đồng euro tại Frankfurt, Đức. Cũng trong ngày 21 tháng 7, Hội nghị thượng đỉnh các Tổng thống khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur tại Paraguay. Ngày 22 tháng 7, Nga phóng tàu Luna 25 lên mặt trăng. Tiếp theo là tin tức cập nhật về chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, chính phủ Đức gần đây bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc giao vũ khí đã cam kết cho Kyiv, nhưng điều này có liên quan đến thỏa thuận hoán đổi dây chuyền với Slovenia. Theo trang tin euractiv.de của Đức, thay vì giao vũ khí trực tiếp cho Ukraine, Đức cung cấp vũ khí thông qua cái gọi là hoán đổi dây chuyền, trong đó các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu giao xe tăng thời Liên Xô của họ cho Ukraine để đổi lấy vũ khí hiện đại từ kho dự trữ của Đức. Sau khi Đức phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề vì tốc độ giao hàng chậm chạp, tân Thủ tướng Slovenia Robert Golob đã nhận một số trách nhiệm về sự chậm trễ này. Ông Golob cho biết, sự chậm trễ trong việc giao vũ khí cho Ukraine từ một thỏa thuận hoán đổi dây chuyền giữa Đức và Slovenia là do quá trình thành lập chính phủ ở Ljubljana. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin ngày 13 tháng 7, ông Golob nói, thật không may, điều này kéo dài một chút vì có một sự thay đổi chính phủ đang diễn ra ở Slovenia, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng giải quyết vấn đề này và đã gửi một lô hàng xe tăng đến Ukraine. Thủ tướng Golob và chính phủ của ông đã nhậm chức vào đầu tháng 6 sau cuộc bầu cử Quốc hội Slovenia vào tháng 4. Các chuyến giao vũ khí hạng nặng đầu tiên đã đến tay Ukraine vào ngày 21 tháng 6 sau khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trước đó nói rằng quá trình này có thể mất vài tháng, khiến các quan chức Ukraine và một số nước phương Tây chỉ trích nặng nề. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, chính phủ Đức đã công bố danh sách đầy đủ đầu tiên cho thấy các thiết bị mà họ cam kết gửi đến Ukraine. Kể từ đó, danh sách này được cập nhật liên tục. Trong trường hợp của Slovenia, thông qua một thỏa thuận hoán đổi được ký hồi tháng 4, Berlin đã quyết định giao các xe bọc thép Marder và Fuchs của Đức cho Ljubljana để đổi lấy việc Slovakia vận chuyển xe tăng thời Liên Xô cho Ukraine. Trong chuyến thăm Berlin lần này, ông Golob cho biết sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Đức liên quan đến hợp tác trong tương lai về việc cung cấp vũ khí, trong khi ông Scholz đồng ý rằng chúng tôi sẽ phải đạt được tiến bộ nhanh chóng. Trong bối cảnh sự ủng hộ của quốc tế đối với Ukraine đang mất dần động lực, Đức tiếp tục từ chối giao xe tăng công nghệ cao cho Ukraine, thay vào đó duy trì các thỏa thuận trao đổi vũ khí ở Đông Âu, khẳng định cách tiếp cận này đã được thực hiện với sự tham vấn chặt chẽ của các đồng minh xuyên đại Tây Dương. Phương Tây không thể theo chiến sự kéo dài ở Ukraine vì thiếu vũ khí dự trữ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn do tờ Financial Times đăng ngày 17 tháng 7, bà Kathy Warden, giám đốc điều hành tập đoàn Northrop Grumman của Mỹ, cho rằng tổ hợp công nghiệp quân sự cần một tín hiệu nhu cầu rõ ràng từ các chính phủ phương Tây về những khí tài nên được sản xuất và liệu những khí tài đó có được mua hay không. Bà Warden nhấn mạnh, điều quan trọng nhất bây giờ là nhận được một tín hiệu nhu cầu rõ ràng về cam kết duy trì là gì và mức độ suy giảm từ các kho dự trữ đó sẽ như thế nào. Bà Warden cho rằng các kho dự trữ vũ khí hiện có không được thiết kế cho một cuộc xung đột kéo dài, nhưng khẳng định phương Tây vẫn chưa cạn kiệt vũ khí dành cho Ukraina. Những nhà thầu chính của Lầu Năm Góc đã họp vài lần một tuần để thảo luận về những nỗ lực cung cấp vũ khí cho Kyiv. Bà Warden cho hay cuộc đối thoại với Lầu Năm Góc là tốt và những cuộc thảo luận tiếp theo nhằm làm rõ các kế hoạch của họ đang diễn ra. Tuy Northrop Grumman đã sẵn sàng đầu tư và thậm chí mở rộng các nhà máy của mình trước hợp đồng, ngành công nghiệp này vẫn cần rõ ràng hơn về những kế hoạch hỗ trợ Kyiv của Washington. Iran tuyên bố đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân. Thưa quý vị, ông Kamal Kharrazi, người đứng đầu một ban cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ngày 17 tháng 7 trả lời phỏng vấn rằng trong vài ngày, chúng tôi có thể làm giàu uranium lên 60% và dễ dàng sản xuất uranium làm giàu 90%. Iran có phương tiện kỹ thuật để chế tạo bom hạt nhân nhưng chưa quyết định có thực hiện hay không. Iran đã làm giàu uranium lên tới 60%, cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Tehran với các cường quốc thế giới. Uranium được làm giàu đến 90% là phù hợp để chế tạo bom hạt nhân. Bình luận trên được đưa ra sau chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước. Ông đã ký một hiệp ước an ninh với Israel, trong đó cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Kharrazi cho biết thêm rằng Iran đã tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn để có thể tấn công sâu vào bên trong Israel nếu các cơ sở nhạy cảm của chúng tôi bị nhắm mục tiêu. Ông không nói rõ các cuộc tập trận diễn ra khi nào. Thỏa thuận năm 2015 xóa bỏ một số lệnh trừng phạt Iran để đổi lấy việc nước này áp đặt các giới hạn đối với chương trình nguyên tử và tìm cách bảo đảm Tehran không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, khiến Iran cũng từ bỏ nhiều cam kết của mình. Iran đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán trực tiếp với các bên còn lại của thỏa thuận nhằm khôi phục nó, nhưng đàm phán đi vào bế tắc kể từ tháng 3. Hiệp ước an ninh mới được Israel và Mỹ ký kết tuần trước cam kết Washington không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nêu rõ Mỹ sẵn sàng sử dụng tất cả sức mạnh quốc gia để bảo đảm kết quả đó. Iran ngày 17 tháng 7 cáo buộc Washington kích động căng thẳng ở Trung Đông sau khi Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ không dung thứ cho những nỗ lực của bất kỳ quốc gia nào nhằm lấn át một quốc gia khác trong khu vực thông qua các hoạt động xây dựng quân sự, xâm nhập hoặc đe dọa. Giới chuyên gia đánh giá những phát ngôn của ông chủ Nhà Trắng rõ ràng nhắm vào Iran. Ở một diễn biến khác, thêm một vụ xả súng tại trung tâm thương mại Mỹ, 4 người chết. Thưa quý vị, cảnh sát địa phương cho biết nhận được tin báo về vụ xả súng ở trung tâm mua sắm Greenwood Park, thị trấn Greenwood, bang Indiana, Mỹ vào khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 7, tức 6 giờ ngày 18 tháng 7 theo giờ Hà Nội. Các nhân chứng cho hay đã nghe thấy khoảng 20 tiếng súng vang lên trong khu ăn uống của trung tâm thương mại. Ông James Eason, cảnh sát trưởng Greenwood cho biết vụ xả súng khiến 4 người chết, trong đó có nghi phạm và 2 người bị thương. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông mang theo khẩu súng trường cùng nhiều băng đạn, nhưng cảnh sát chưa công bố danh tính người này. Eason cho hay một người dân ở hiện trường đã nổ súng và tiêu diệt nghi phạm. BNO News đưa tin đội gỡ bom mìn cũng được điều tới trung tâm thương mại Greenwood Park để kiểm tra một gói hàng khả nghi trong phòng tắm công cộng tại đây. Cảnh sát thành phố Indianapolis, thủ phủ bang Indiana, miền Trung Tây Mỹ cũng xác nhận đang hỗ trợ cảnh sát Greenwood. Giới chức hiện chưa rõ động cơ xả súng của nghi phạm. Nước Mỹ gần đây liên tục trải qua các vụ xả súng đẫm máu. Gần đây nhất hôm 4 tháng 7, tay súng Robert Golob đã xả súng tại lễ diễu hành mừng Quốc khánh, khiến 6 người chết và hàng chục người bị thương. Cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đang tăng mạnh. Theo The Japan Times, nếu như vào giữa tuần, Nhật Bản được Tổ chức Y tế Thế giới WHO điểm danh với số ca COVID-19 trong tuần hơn 269.000, tăng 98% so với tuần trước, thì đến hôm qua 16 tháng 7, chỉ trong một ngày, số ca ghi nhận toàn quốc đã là 110.000. Đây là một kỷ lục mới, vượt số ca cao nhất của làn sóng Omicron thứ nhất là 104.168 ca trong ngày 5 tháng 2. Theo NHK, nóng nhất là thủ đô Tokyo với gần 19.000 ca mới hôm 16 tháng 7, gần gấp đôi thứ Bảy tuần trước, 2 ca tử vong và 14 người phải chạy ECMO. Tiếp theo đó là Osaka với hơn 12.300 ca, tỉnh Kanagawa với hơn 7.600 ca, tỉnh Aichi với hơn 7.200 ca. Chính quyền cho biết làn sóng COVID-19 thứ Bảy ở Nhật được thúc đẩy bởi biến chủng phụ BA5 Omicron. Tuy nhiên, theo The Japan Times, tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Nhật Bản thấp nhất trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới nhờ duy trì thói quen đeo khẩu trang, tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cao và người dân có sức khỏe tốt. Do đó, các biện pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch, bao gồm nới lỏng các quy tắc kiểm dịch để phục hồi du lịch vẫn được thúc đẩy. Trung Quốc là quốc gia hiếm hoi vẫn chật vật với chính sách Zero Covid. Theo Bloomberg, Trung Quốc báo cáo 580 ca mới vào ngày 15 tháng 7, trong đó Thượng Hải, nơi hàng rào phong tỏa đã tái xuất hiện nhiều nơi, có 11 ca mới bên ngoài khu vực cách ly và tình hình tương đối nghiêm trọng, theo lời Phó trưởng phòng y tế thành phố Zhao Dandan. Chính quyền Thượng Hải cho biết đã bổ sung thêm 2 khu vực có nguy cơ cao và 12 khu vực có nguy cơ trung bình, trong khi 41 khu vực khác đã được giáng cấp nguy cơ. Số ca mắc cũng tăng nhanh ở khu tự trị Nam Quảng Tây, nhưng giảm ở 2 điểm nóng khác là tỉnh An Huy và phía Nam Quảng Đông. Trong khi đó, báo cáo của WHO hôm 13 tháng 7, vốn không phân chia ranh giới trong ngoài vùng cách ly, cho biết số ca COVID-19 tuần trước của Trung Quốc lên tới gần 224.000, cao thứ 3 khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, chỉ sau Nhật Bản và Úc. Tại châu Âu, Anh đang trở thành một trong các điểm nóng với khoảng 3,5 triệu dân đang trong tình trạng mắc COVID-19, tăng thêm gần 30% so với tuần trước đó là 2,7 triệu người. Reuters dẫn phát ngôn từ Phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, tỷ lệ người xét nghiệm dương tính với virus corona tiếp tục tăng trên khắp Vương quốc Anh, có thể là do sự gia tăng các ca mắc biến chủng phụ BA4 và BA5. Ước tính cứ 19 người Anh thì có 1 người dương tính với SARS-CoV-2 trong tuần tính đến ngày 6 tháng 7, và tỷ lệ đang tăng dần. Scotland có tỷ lệ người nhiễm cao nhất là 1 trong 16 người. Chuyển sang phần tin trong nước. Đề nghị 2 bộ hướng dẫn gỡ vướng cho điện mặt trời áp mái. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng, trả lời các cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi 2 Bộ Công an và Xây dựng đề nghị cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực xây dựng và phòng cháy chữa cháy của các hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Bình Dương. Bộ này cũng cho biết, thời gian qua, Bộ nhận được các văn bản liên quan đến vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoàn thiện hồ sơ của hệ thống điện mặt trời mái nhà của một số doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà tại Bình Dương. Trước đó, đại diện 48 công ty đầu tư điện mặt trời áp mái đã có đơn kiến nghị gửi tới Thủ tướng, Bộ Công Thương, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số cơ quan liên quan khi điện lực các địa phương tạm dừng thanh toán tiền điện và thông báo sẽ dừng hợp đồng mua bán điện nếu các doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và an toàn xây dựng. Thành phố Hồ Chí Minh lên kịch bản ứng phó dịch sốt xuất huyết tăng báo động. Dịch bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay gia tăng báo động. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 16 tháng 7, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 235 trên 392 bệnh nhân nhập viện, còn lại ở các tỉnh chuyển đến. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho gần 1.800 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó có 109 ca nặng, 13 ca đang thở máy xâm lấn và 4 ca lọc máu. Như vậy, từ đầu năm đến hết ngày 16 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 29.500 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó 13 ca tử vong. Trước tình hình trên, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tiếp nhận điều trị từ 2.000 đến 6.000 bệnh nhân sốt xuất huyết tại các bệnh viện. Theo kế hoạch, thành phố huy động 54 bệnh viện chuyên khoa, đa khoa công lập và tư nhân tham gia điều trị. Bệnh nhân là người lớn có triệu chứng nặng ưu tiên điều trị tại các bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Chợ Rẫy, Thống Nhất, Trưng Vương, Đại học Y Dược và các bệnh viện đa khoa khác. Đối với trẻ em thì điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng trang thiết bị y tế, vật tư, dịch truyền, chế phẩm máu để đáp ứng nhu cầu điều trị trong tình huống nhất định. Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết theo phân tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, theo phân công của Bộ Y tế. Theo đó, các bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trương Vương, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố là tuyến trên hỗ trợ chuyên môn sốt xuất huyết cho tuyến dưới, triển khai hội chẩn liên viện hoặc cử bác sĩ hỗ trợ tại chỗ khi cần thiết, hạn chế chuyển bệnh nhân vượt tuyến trừ khi quá khả năng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 hỗ trợ 8 quận, huyện gồm các quận 5, 8, 10, 11, 12, Tân Bình và huyện Hóc Môn. Bệnh viện Nhi đồng 2 hỗ trợ 8 quận, huyện gồm các quận 1, 3, 4, 7, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Bệnh viện Nhi đồng thành phố hỗ trợ 6 quận, huyện gồm các quận 6, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở người lớn cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. giả mua thận để lừa bán qua Campuchia. Thưa quý vị, ngoài chiêu trò dụ dỗ việc nhẹ lương cao để lừa bán lao động, hiện còn xuất hiện thủ đoạn hứa hẹn mua thận với giá hàng trăm triệu đồng nhằm lôi kéo người Việt qua Campuchia để bán. Ngày 12 tháng 7, anh MDT, 30 tuổi, quê ở Kiên Giang gọi điện đến đường dây nóng của báo Thanh Niên cho biết tụi em bị lừa bán qua Campuchia, hiện đang ở gần cửa khẩu Mộc Bài. Giờ sẽ làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, tụi em muốn liên hệ với báo nhằm thông tin để người dân cảnh giác. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, nhóm 3 nạn nhân có mặt tại tòa soạn báo Thanh Niên trong tình trạng trọng thương. Anh PVH, 32 tuổi, quê ở Nam Định, bị đa chấn thương, mắt sưng to, không còn tỉnh táo. Nhóm phóng viên lập tức hỗ trợ phương tiện đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, đường Lê Lợi, quận 1 để thăm khám. Vì vết thương khá nặng nên anh Hát phải nhập viện để kiểm tra. Chia sẻ với phóng viên, anh MDT kể vì làm ăn thua lỗ, anh lên mạng xã hội Facebook nhằm liên hệ với các đối tượng mua bán thận để bán kiếm tiền trả nợ. Sau khi được một đầu nậu hứa hẹn trả hơn 600 triệu đồng, anh T khăn gói từ Kiên Giang đến thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 10 tháng 7, anh được đầu nậu điều ô tô đến một địa chỉ gần bến xe miền Tây, quận Bình Tân đón, chở đến gần Mộc Bài. Đến tối cùng ngày, anh T cùng 5 người khác được xe ôm chở qua Campuchia. Trước khi đi, họ nói chở đến cửa khẩu để làm thủ tục xuất cảnh đàng hoàng, ai dè lại bắt chúng tôi vượt biên trái phép. Anh T mô tả, khi vào sâu trong địa phận Campuchia, sóng điện thoại của tôi không còn khả dụng để tìm vị trí bị giam giữ. Từ Mộc Bài đến điểm tập kết khoảng 200 km, ô tô chở chúng tôi khoảng 3 tiếng là tới nơi. Tôi nghe nhóm này nói chỗ đó gần thủ đô Phnom Penh, nơi tập kết là căn nhà 3 tầng lầu, tầng 1 có 2 phòng, tầng 2 là nơi ngủ của những người mới bị đưa từ Việt Nam sang, tầng 3 có 4 phòng ngủ của bọn buôn người và một phòng dành cho các trường hợp sắp bị bán nghỉ ngơi. Trong các phòng đều có nệm trải dưới nền gạch, không có giường. Anh T bàng hoàng kể sau khi biết bị lừa, anh cùng nhóm người đi bán thận chống đối nên bị đánh, trích điện xỉu lên xỉu xuống, máu chảy lênh láng trên nền nhà nhưng nhóm buôn người vẫn liên tục tra tấn họ. Anh T dùng mình nhớ lại, bọn chúng giam giữ và đánh chúng tôi nhiều lần. Sau khi đánh bằng gậy đánh gôn, họ tiếp tục dùng thanh tre đặc ruột quật từng người. Sau khi anh PVH bất tỉnh, một đối tượng trong nhóm nói, nó chết rồi, lát coi vứt xuống biển. Ngày 14 tháng 7, trao đổi tiếp với phóng viên, anh T cho hay đã về lại Kiên Giang và nhập viện điều trị. Bác sĩ nói tôi bị tràn dịch màng phổi, phải điều trị dài ngày. Ra viện tôi sẽ viết đơn trình báo chi tiết về vụ việc gửi đến báo Thanh Niên và công an địa phương để cảnh tỉnh cho người khác và mong muốn công an vào cuộc điều tra bọn tội phạm buôn người. Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt, đề phòng cháy nổ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 18 tháng 7 và ngày mai ngày 19 tháng 7, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 17 giờ. Hôm nay và ngày 19 tháng 7, tại khu vực Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 20 tháng 7, ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Về tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Mục điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.